Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha, tất cả anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, đây là một cái lô đất có diện tích là 2.8 nha tất cả anh chị, là 28.000 m² hay là 2.82 nha. 28.000 m² nha tất anh chị. Lô đất xe hơi tới đất nha tất anh chị. Lô đất có đặc điểm là xe hơi tới đất và điện nước rất là ok nha. Điện nước đầy đủ luôn nha. Hướng của lô đất này là hướng đông nha tất anh chị. Hướng đông, các anh chị nào phù hợp với hướng đông thì mua lô đất này cực kỳ ok nha. Rất là tốt về phong thủy. Thì lô đất này có mặt tiền xe hơi hơn 50m nha tất anh chị. Mặt tiền xe hơi hơn 50m. Và cách trung tâm Tân Thạnh chỉ có 3 km thôi, thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Thì đối với các anh chị ở khu vực Sài Gòn về xem lô đất này, thì các anh chị cứ về tới trung tâm Tân Thạnh thì mình đi thêm 3 km nữa là tới đất nha tất cả anh chị. Các anh chị từ Sài Gòn về tới trung tâm Tân Thạnh khoảng 74-75 km gì đó, cộng thêm 3 km nữa khoảng 78 km nha tất cả anh chị. 77-78 km là xem đất nha. Còn các anh chị khu vực lân cận thì cứ về tới trung tâm Tân Thạnh là mình đi xem đất nha. Đặc biệt cái lô đất này là xe hơi tới đất, điện nước đầy đủ nha tất cả anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP nha. Lô đất giá cũng cực kỳ êm luôn. Thì em cũng xin để không để cho tất cả anh chị đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ từ chủ nha tất cả anh chị. Chủ bán với giá là 80 triệu trên công nha tất cả anh chị. 80 triệu trên 1.000 m² thì các anh chị sẽ được gặp chủ và thương lượng chính chủ nha tất cả anh chị. Các anh chị thiện chí sẽ được gặp chủ nha. Gặp chủ là mình thương lượng luôn nha. Lô đất 80 triệu trên công, đường xe hơi nha tất cả anh chị. Đường xe hơi luôn nha. Một tí nữa em sẽ quét lên màn hình cho quét về bản đồ cho tất cả anh chị xem về hình dạng lô đất nó như thế nào nha. Coi nó ok không nha. Mặt tiền hơn 50m và chạy dài vô, phía sau nó tẹt ngang thì nó cũng có nở hậu á. Nói chung lô đất này coi vậy chứ nó cũng rất là tốt về phong thủy nha tất anh chị. Chê vậy chứ cũng ok nha tất anh chị. Hiện tại thì lô đất này đang canh tác lúa 3 vụ nha tất anh chị. Hiện tại lô đất này đang canh tác lúa 3 vụ nha. Khu vực Tân Thạnh thì làm lúa 3 vụ thì rất là nhiều. Những lô đất làm lúa 3 vụ đều nằm trong hệ thống đê bao hết nha tất anh chị. Nằm trong hệ thống đê bao hết. Thì lô đất này cực kỳ giá im nha tất anh chị. Giá im, mình gặp chủ mình còn thương lượng với chủ luôn nha. Lô đất xe hơi tới đất, điện nước thì rất ok. Các anh chị nào ở khu vực Sài Gòn cần một cái mảnh đất về mình lập vườn hoặc các cái nhà nhỏ nhỏ mình ở hay là một căn nhà nóc thái gì đó thì rất là ok nha. Phía trước thì mình chừa rộng rộng làm cái sân, phía sau mình cấp cái nhà ha, tọt dài phía sau nữa thì mình làm cái vườn thì quá ok, còn nhì bằng nha tất anh chị. Nuôi vịt nuôi cá thì khỏi chê luôn nha. Đây nè các anh chị nhìn ở màn hình ha, nhìn xa xa bên kia là có cái căn nhà nóc thái luôn đó. Đây nè, đó nhìn mặt lúa thôi là thấy mê ha. Lúa 3 vụ nha tất anh chị. Các anh chị nào mê lúa mà cần mới tìm một cái mảnh đất cất cái nhà thì quá ok luôn. Phía trước mặt tiền cực kỳ rộng nha tất anh chị. Nói chung thì các anh chị nào có nhu cầu về cái sản phẩm bất động sản này thì cứ mạnh dạn gọi số điện thoại 0828 367 167 để gặp em là Quỳnh Thọ nha tất anh chị. Em là người cầu nối giao dịch lô đất này nha tất anh chị. Lô đất này đường xe hơi giá cực kỳ rẻ nha tất anh chị.
lô đất giá cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 80 triệu trên một công thôi, 80 triệu trên 1.000 mét vuông nha các anh chị, với diện tích là 2 mẫu 8, 28.000 mét vuông nha các anh chị sẽ được gặp chính chủ và thương lượng giá nha. Rồi ok luôn, không có lô nào mà ngon VIP như thế này đâu nha. Xa xa có một cái nhà độc thái luôn nè. Đó các anh chị nhìn lên màn hình ha, lúa cực kỳ trúng nha. Đó, nhìn rất là đẹp, lúa sáng ngời ha. Vùng đất này thì hiện tại là canh tác lúa 3 vụ nha tất cả anh chị. Các anh chị nào mà mua cái lô đất này không có kiểu như mua để dành á, thì mình có thể cho thuê nha tất cả anh chị. Hiện tại thì lúa 3 vụ thì mình có thể cho thuê giá dao động từ 18 đến 24 triệu nha tất cả anh chị. Tùy theo anh chị thương lượng với người thuê nha tất cả anh chị, tùy theo giá mình cho thuê nha. Những lô đất này đều nằm trong hệ thống đê bao hết nha tất cả anh chị. Nằm trong hệ thống đê bao, xe hơi tới đất luôn nha, điện nước thì đầy đủ. Nói chung là còn gì tuyệt vời bằng khi lô đất giá cực kỳ êm và có đầy đủ điện nước, và giá cả phải chăng nha tất anh chị. Cách trung tâm Tân Thạnh chỉ có 3 km thôi nha tất anh chị. Từ các anh chị từ khu vực Sài Gòn về tới trung tâm Tân Thạnh là 74 km, xem đất cộng thêm 3 km nữa, khoảng 77-78 km là mình xem được đất rồi nha tất anh chị. Các anh chị thiện chí thì sẽ được gặp chủ vô thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Thì nói chung thì các anh chị những cái sản phẩm bất động sản như thế này, khi các anh chị cảm thấy ưng ý thì hãy chuẩn bị một số tiền vô gặp chủ thì cứ tiến hành đặt cọc nha. Nói chung mua đất là phải tùy duyên, cảm thấy ưng ý là mua liền nha các anh chị. Mua bất động sản là nên gặp ưng là mua, chốt ngay nha, đừng để qua ngày sau người khác mua lại tiếc nuối nha. Rồi trên màn hình tất anh chị, đây là hình dạng lô đất nha, ngang hơn 50m á, chạy dài vô khoảng 300 mấy mét, rồi bắt đầu nó tẹt ngang nha tất anh chị. Phía sau nở hậu luôn, 89m luôn đó. Nói chung đó phía mặt nè hơn 50m nha tất anh chị, em quét sơ sơ thôi cũng 61m rồi. Nói chung thì những lô đất này khi các anh chị tiến hành mua giao dịch thì sẽ được địa chính đo đạc lại nha. Đo nhiều mình tính nhiều nha tất anh chị. Lô đất này có hướng đông nha tất anh chị, có hướng đông nha, hướng chánh đông. Các anh chị nào mà hợp về hướng đông á thì chọn cái lô đất này thì ok luôn nè. Đó, hướng đông luôn nha, giáp nè, mẫu ất gì đó, nói chung là ok đó. Hướng đông, các anh chị nào phù hợp về phong thủy hướng đông chọn về lô đất này thì mừng kinh doanh thì lên ào ào nha tất cả anh chị, lên như diều gặp gió luôn nha. Đây, khoảng cách từ lô đất đến trung tâm Tân Thạnh nha chỉ có 3 km thôi, chỉ có 3 km thôi nha tất cả anh chị. Xe hơi thì tới đất nha, leo lên xe từ Sài Gòn chạy về là tới đất luôn nha tất cả anh chị, không có dính bụi đâu nha. Còn anh chị những khu vực lân cận á, thì cứ về tới trung tâm Tân Thạnh là mình xem đất được nha tất anh chị. Thì hiện tại bên em cũng nhận tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha tất anh chị. Tìm nhà, nền đất, nền thổ, kho xưởng bãi nha, đất ruộng vân vân nha tất anh chị. Các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên em nha. Rồi, cảm ơn tất anh chị nha. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.